Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của học kỳ 1. Đó là chương 4, Đại Việt thời Lê Sơ ở thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16. Bài 18, Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ 15. Sở dĩ hôm nay chúng ta học bài 18 là vì theo hướng dẫn mới, cái bài 16 là học sinh sẽ tự học. Thì cái bài 16 đó tụi con sẽ xem trong sách giáo khoa để tìm hiểu về nhà Hồ, để chúng ta có thể dễ dàng tiếp tục với bài học hôm nay là bài 18, Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ 15. Trong bài 18 thì cô có 3 nội dung. Một là cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ. Hai là chính sách cai trị của nhà Minh. Và ba, những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung trong bài học 18 này nhé. Phần 1, cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ. Thì chúng ta biết là sau nhà Trần là đến nhà Hồ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem quân Minh sẽ lấy lý do gì để sang xâm lược nước ta và tấn công nhà Hồ. Đây là lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống lại quân Minh. Thì trước hết chúng ta cũng xem phần chú giải ha. Ô vuông màu đỏ là nơi ta phòng thủ, mũi tên màu xanh là quân giặc tấn công, mũi tên màu đỏ là quân ta rút lui. Thì vào tháng 11 năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần, nhà Minh đã huy động một cái lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu. Và cái lực lượng đó do tướng Trương Phụ cầm đầu, chia làm hai cánh quân để tràn vào biên giới nước ta. Quân Minh lần lượt đánh bại quân nhà Hồ ở một số địa điểm thuộc Lạng Sơn. Do đó Hồ Quý Ly phải lui về đóng ở bờ nam sông Nhị, tức là sông Hồng. Tụi con nhìn trên lược đồ, tụi con sẽ nhìn thấy sông Hồng. Và Hồ Quý Ly đã lấy thành Đa Bang làm trung tâm phòng ngự. Sau đó thì quân Minh đã đánh bại quân nhà Hồ ở Đa Bang. Rồi quân Minh chiếm lấy Đông Đô. Đông Đô tức là kinh thành Thăng Long đó. Quân nhà Hồ phải rút về cố thủ ở thành Tây Đô. Trong cái bài 16 đó, nếu tìm hiểu nội dung thì tụi con sẽ biết được cái thành Tây Đô này với cái ý định là sẽ dời kinh đô về Thanh Hóa, chứ không có tiếp tục đóng đô ở kinh thành Thăng Long. Cho nên Hồ Quý Ly đã cho xây dựng một cái kinh thành mới ở Thanh Hóa, gọi là thành Tây Đô. Thì vào tháng 4 năm 1407, quân Minh đã tấn công vào Tây Đô. Hồ Quý Ly phải bỏ chạy vào Hà Tĩnh và cuối cùng là bị bắt vào cuối tháng 6 năm 1407, chấm dứt nhà Hồ. Và kể từ đó nước ta bị nhà Minh đô hộ cai trị. Thì trong cái cuộc kháng chiến này, chúng ta sẽ so sánh, là một cái bài tập nhỏ, so sánh đường lối kháng chiến chống giặc Mông Nguyên của nhà Trần và cuộc kháng chiến chống nhà Minh của nhà Hồ, xem có cái gì khác nhau. Thì trong cái cuộc kháng chiến, ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhà Trần đó, chúng ta đã nói rất nhiều đến cái chiến lược cũng như kế sách của nhà Trần, là nhà Trần biết dựa vào dân ha, là củng cố khối đoàn kết toàn dân, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Và với cái kế hoạch vườn không nhà trống đó, đã làm cho quân giặc khó khăn về mặt lương thực, và tận dụng cái lúc mà quân giặc đang yếu vì thiếu đói lương thực trầm trọng thì ta mở cuộc tấn công lớn và giành thắng lợi. Như vậy cách đánh của nhà Trần là vừa đánh vừa cản giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng và buộc giặc phải thay đổi cái tình thế của nó theo cái chiến lược của ta. Còn cách đánh của nhà Hồ chống lại giặc Minh thì nhà Hồ chưa có dựa vào dân, không đoàn kết được toàn dân, và nhà Hồ phải kháng chiến một cách đơn độc. Thực ra trong cái sự thất bại của nhà Hồ này, nó còn có một lý do nữa tụi con.
Đó là vì khi mà nhà Hồ được thành lập đó, thì theo như cái tình hình lúc đó đó, mọi người cho rằng là nhà Hồ cướp ngôi của nhà Trần, cho nên không có ủng hộ nhà Hồ. Và chính vì vậy cho nên là trong cái cuộc kháng chiến này là nhà Hồ phải chiến đấu một cách đơn độc và cuối cùng là thất bại một cách nhanh chóng. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài cho phần 1, cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ. Ý thứ nhất, tháng 11 năm 1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh cử Trương Phụ dẫn 20 vạn quân chia làm hai cánh tràn vào biên giới nước ta. Ý thứ hai, tháng 6 năm 1407, Hồ Quý Ly bị bắt và dẫn tới sự chấm dứt nhà Hồ. Đây là nội dung bài học, cô mời cả lớp ghi bài vào tập nha. Để thuận lợi hơn thì chúng ta có thể dừng màn hình để mà ghi chép bài vào tập. Rồi, cô đến với phần 2 của bài 18, chính sách cai trị của nhà Minh. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau khi mà chiếm được nước ta thì nhà Minh đã có chính sách cai trị như thế nào. Theo tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Trương Phụ đi đến đâu là giết hại hoặc chất thay thành núi hoặc moi ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ hoặc nướng đốt làm trò chơi. Thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai, cắt lấy hai đầu để ứng lệnh. Ở kinh lộ và các nơi, dân còn sót thì bị bắt hết làm nô tỳ và bị chuyển bán mà tan tác bốn phương cả. Đây là nói về cái sự tàn bạo, tàn ác của nhà Minh khi cai trị nước ta. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài cho nội dung phần 2, chính sách cai trị của nhà Minh. Thiết lập chính quyền thống trị, xóa bỏ quốc hiệu của nước ta, đổi nước ta thành quận giao chỉ và sáp nhập vào Trung Quốc. Tụi con lưu ý cái nội dung này, tức là sau khi mà chiếm được nước ta, xâm lược được nước ta thì nhà Minh đã thiết lập một cái chính quyền thống trị trên nước ta và đồng thời xóa bỏ quốc hiệu của nước ta. Lúc bấy giờ quốc hiệu của nước ta tức là tên nước á, lúc bấy giờ nước ta có tên là Đại Ngô. Đây là cái tên mà do nhà Hồ đã đổi tên nước ta từ Đại Việt sang Đại Ngô. Và bây giờ thì nhà Minh đã xóa bỏ cái quốc hiệu Đại Ngô đó, đổi nước ta chỉ là một quận giao chỉ thôi, từ một nước độc lập là bây giờ trở thành một quận của Trung Quốc, đó là quận giao chỉ ha. Đổi nước ta thành quận giao chỉ và sáp nhập vào Trung Quốc. Rồi trong chính sách cai trị của nhà Minh đó là thi hành chính sách đồng hóa ngu dân. Ở đây thì cô sẽ giải thích cái sự đồng hóa ngu dân. Đồng hóa có nghĩa là muốn biến dân ta thành dân Trung Quốc, đồng hóa dân ta không còn là dân Việt nữa mà sẽ biến dân Việt, đồng hóa dân Việt trở thành dân Trung Quốc luôn. Còn ngu dân có nghĩa là làm cho dân ta không có sự mở mang về kiến thức để có thể mà nhà Minh cai trị một cách dễ dàng mà không có cái sự phản kháng lại. Thì để phục vụ cho cái chính sách đồng hóa ngu dân đó, nhà Minh đã thi hành cưỡng bức dân ta phải từ bỏ phong tục tập quán của mình, thiêu hủy những sách quý của ta và đem về Trung Quốc nhiều sách có giá trị. Rồi đồng thời là bóc lột nhân dân ta tàn bạo, như là đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc bán làm nô tỳ. Thì chúng ta có thể nhận xét cái chính sách cai trị của nhà Minh rất là thâm độc và tàn ác. Thâm độc ở chỗ là thực hiện cái chính sách đồng hóa ngô dân, còn tàn ác là vơ vét bóc lột một cách tàn bạo. Đây là nội dung bài học của phần 2. Cả lớp chúng ta dừng màn hình và chép cái phần nội dung này vào tập cho cô nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 3 của bài nha. Ba nhỏ, những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần. Thì lúc này để mà chống lại quân Minh, chống lại nhà Minh thì đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Nhưng ở đây trong phần 3 của nội dung bài học, chúng ta chỉ đề cập đến những cuộc khởi nghĩa là khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần,
tức là những quý tộc cũ của triều đình nhà Trần trước đây. Đây là lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh. Thì chúng ta thấy là cái biểu tượng ngọn lửa đang bùng cháy, tức là để mà biểu thị cho những nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa. Đây, nhìn vào lược đồ chúng ta thấy lửa cháy khắp nơi, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Đúng chưa? Như là khởi nghĩa của Phạm Ngọc, khởi nghĩa của Lê Ngã, khởi nghĩa của Phạm Chấn, Trần Nguyệt Hồ, khởi nghĩa của Phạm Tất Đại, khởi nghĩa của Trần Nguyên Thôi, khởi nghĩa của Trần Nguyên Khang, và đặc biệt là khởi nghĩa của Trần Ngỗi, quý tộc nhà Trần, và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng. Những cuộc khởi nghĩa này nổ ra ở khắp nơi đất nước ta, ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Đông Triều, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, vân vân. Rồi, mời cả lớp ghi bài phần 3. Chúng ta sẽ nêu ra hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của quý tộc Trần, đó là khởi nghĩa Trần Ngỗi từ năm 1407 đến năm 1409, và khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng năm 1409 năm 1414. Nội dung phần 3 nhỏ này cũng là khép lại cái bài học số 18, cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ 15. Sau bài học hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập để bắt đầu bước vào cái kỳ kiểm tra cuối kỳ 1. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và ôn tập tốt để mà có kết quả cao trong cái kỳ kiểm tra cuối kỳ 1 nha. Con chào các em.